Chào các con, rất vui được gặp lại các con trong tiết toán ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài phép chia. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học. Trên đây cô có 6 ô vuông. Cô chia thành 2 phần, mỗi phần có 3 ô vuông. Như vậy, 3 ô vuông này được lấy 2 lần thì cô có phép tính 3 nhân 2 bằng 6. Và 6 là tổng số ô vuông. Vậy, bây giờ cô muốn tìm số ô vuông của mỗi phần thì cô sẽ làm như sau. Cô sẽ lấy tổng số ô vuông là 6, cô chia cho 2 phần thì cô sẽ được 3 ô vuông cho mỗi phần. Vậy, cô có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần là 6 chia 2 bằng 3. Đọc là 6 chia 2 bằng 3. Các con lưu ý, dấu hai chấm trong toán học được gọi là dấu chia. Viết là 6 chia 2 bằng 3. Hoặc là cô muốn tìm số phần mà khi chia số ô vuông ra sẽ được 3 ô vuông mỗi phần thì cô sẽ lấy tổng số ô vuông là 6. Cô chia cho 3 ô vuông. Lúc này cô sẽ được 2 phần. Vậy, phép chia để tìm số phần mỗi phần có 3 ô vuông là 6 chia 3 bằng 2. Đọc là 6 chia 3 bằng 2. Viết là 6 chia 3 bằng 2. Như vậy thì mỗi phần có 3 ô vuông, 2 phần có 6 ô vuông, cô có phép tính nhân 3 nhân 2 bằng 6. Từ 6 ô vuông này, cô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô vuông. Cô được phép chia là 6 chia 2 bằng 3. Cũng từ 6 ô vuông đó, cô chia mỗi phần 3 ô vuông thì cô được 2 phần. Phép chia của cô có là 6 chia 3 bằng 2. Như vậy, từ một phép nhân ta có thể lập được hai phép chia tương ứng. Từ phép nhân 3 nhân 2 bằng 6, ta sẽ lập được hai phép chia là 6 chia 2 bằng 3 và 6 chia 3 bằng 2. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô mong rằng các con hãy vận dụng những gì mình đã học hôm nay để làm bài tập, vào phiếu bài tập và chụp hình gửi cho giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Chúc các con có một buổi học thật vui. Chào các con.